Dạ, chúng con xin kính chào sư ạ. Alo, Dạ, chúng con đã chuẩn bị xong xuôi, xin kính thỉnh xin lỗi, sư để hỏi. trễ chút, chịu trễ chút, để đây. Thì kiếm cái cục pin dự phòng, cái power kỳ trước mình học một nửa kinh, tức là cái điều kiện mà cái nhân tố mà nuôi lớn phiền não. Nhiều lần, mà rất nhiều lần tôi nói hai câu này. Thứ nhất ấy, là trong mỗi giây đồng hồ trôi qua, chúng ta đang kín đáo có mặt trên con đường dẫn về đâu đó, dầu muốn hay không, dầu biết hay không biết. Luôn luôn kín đáo có mặt trên con đường dẫn về đâu đó, dù chúng ta có là một cái con kiến hay là con hào bám ngoài đại, bám trên đá ngoài biển, một con kiến, một con hào không biết gì hết, nhưng mà chúng ta cũng đang kín đáo có mặt trên con đường dẫn về đâu đó bằng cách là chúng ta sống nhiều với cái thiện pháp và cái ác pháp nào đó nha. Rồi cái câu thứ hai đó là mỗi giây đồng hồ trôi qua, chúng ta đang kín đáo xây dựng một cái chốn về đó. Cơ thể là Phạm Cung, tức là chỗ ở của Phạm Thiên, hay là chỗ ở của một vị Dục Thiên, hay là chỗ ở của một người giàu, người nghèo, người đẹp, người xấu, người khỏe, người bệnh, người dốt, người giỏi, người nhanh, người chậm, trong một cái kiếp tái sinh nào đó. Chúng ta đang dọn dọn đường, chúng ta đang chuẩn bị một cái chốn về. Thì ở đây Đức Phật Ngài dạy rất là rõ, có nghĩa là trong một ngày như vậy đó, trong một giờ như vậy, trong một phút như vậy đó, cái kiểu sống của chúng ta, cái thái độ, cái phản ứng tâm lý của chúng ta trước sau trần ấy, chính cái kiểu phản ứng đó, cái thái độ tâm lý của chúng ta, cái phản ứng của chúng ta trước sáu trần, nó nuôi lớn năm truyền cái, hay là nó nuôi lớn bảy giác chi. Thì nói gọn là cho mấy người không biết gì hết đi, thì có năm truyền cái để mình phải hiểu là phiền não. Phiền não là tức là tham sân si, ái mạn kiến nghi đó. Phiền não tức là những cái trạng thái tâm lý tiêu cực mà nó làm cho mình khổ ngay bây giờ và đời sau kiếp khác, khổ mình và khổ người. Nhớ nha, nhớ bốn cái này nha. Những cái trạng thái tâm lý mà làm khổ mình, khổ người đời này đời khác, thì bốn cái này cộng lại đó được gọi là bất thiện. Còn thiện ấy, là những, nó rộng hơn một chút, là những cái trạng thái tâm lý tích cực, gồm có tấn tấn niệm định tuệ, từ bi, chánh niệm, kham nhẫn, cảm thông, dung thứ gì đó. Đó là nói tổng quát, nói bằng ngôn ngữ ngoài đời đó. Còn trong đạo thì nó chính là 25 tâm sở tích cực. Thì 25 tâm sở tích cực này sở dĩ nó được gọi là thiện là bởi vì nó
đáp ứng được các cái tiêu chí sau đây. Một là khi mình sống nhiều với 25 tâm sở tích cực ấy, bản thân được an lạc này, mà người khác cũng được an lạc dầu trực hay là gián tiếp. Và nói mình gieo cái dụng tử an lạc cho đời này đời sau, và nếu mình có cái tâm nguyện giải thoát thì cũng chính những cái kiểu sống với 25 tâm sở này nó là cái chủng tử giác ngộ cho đời sau. Như vậy thì cái ác ấy thì nó chỉ đơn giản là khổ đời này đời sau, nhưng mà cái thiện ấy thì an lạc đời này đời sau, và cái và này quan trọng này, là chấm dứt tái sanh, và chấm dứt tái sanh nó có ba cái, đời này đời sau và chấm dứt tái sanh rồi là ba, rồi an lạc mình an lạc người nữa là năm, mà tức là cái thiện nó phải hội đủ năm cái điều kiện này mới gọi là thiện nha. Thì cái tùy thuộc vào cái kiểu sống của mình, mà kiểu sống là cái gì nói cho nó cụ thể đi, chính là phản ứng tâm lý của mình trước sáu trần. Sáu trần bản thân nó không là cái gì hết, mà cái quan trọng nhất là mình nè, cái thái độ tâm lý của mình. Đức Phật nói riêng và tất cả hiền thánh ba đời mười phương nói chung, các ngài cũng sống chung một cái khí quyển với chúng ta, sống chung khí quyển, sống chung một mảnh đất với chúng ta, chung một cái hành tinh với chúng ta. Những gì chúng ta nhìn thấy nghe ngửi nếm đụng thì các ngài cũng y hệt như vậy, không có khác nha, không có khác, không có khác. Nhưng có một điều, Đức Phật nhìn thấy một cái hoa thì khác mình nhìn mình thích nhưng mà ngài thì không. Mình đạp gai gai đó mình nổi giận nhưng mà ngài thì không. Mình gặp người ta khen mình vui, mình thích, mình mừng, ngài thì không. Người ta chê, người ta chửi mình bất mãn, mình căm ghét, nhưng mà ngài thì không. Đó, đại khái như vậy, tức là cũng có khen chê sướng khổ nóng lạnh như mình vậy đó, nhưng mà ngài thì thấy nó là nó thôi, thấy nó là nó. Thì ok, đạp gai thì có nghĩa là đau, cơn đau đang có mặt vậy thôi, không nghĩ xa hơn nữa, không nghĩ xa hơn nữa. Còn mình thì trước một cái vị đắng hay là vị ngọt của cuộc đời đó, mình tạm gọi là vị đắng vị ngọt tạm gọi thôi, chứ thành ra trên đời cái gì cũng lạ nhất này. Nhưng mà do cái phân biệt, cái vọng chấp vọng tưởng của bà vu, mình mới có cái phân biệt của bà ông tôi có nói đó, phân biệt nó có hai cái. Phân biệt để mà phiền não á thì không nên có, mà phân biệt để sống ở đời đó thì nên có. Phân biệt để sống ở đời là sao? Là biết rõ trên con đường này nè, chỗ nào mình nên đặt cái bằng chân vào và chỗ nào không nên đặt bằng chân vào. Này, trên bàn ăn cái này có hại sức khỏe nè, cái này ok cho sức khỏe nè, thì cái phân biệt mình nên có. Còn nếu mà phân biệt để mà thích, để mà ghét, để mà đam mê, để mà bất mãn, để mà thương thích người này, thương thích người kia, ghét bỏ người này, trốn chạy vật nọ, thì cái phân biệt đó là không nên nha. Nhớ cái đó, tôi phải quay lại một chút xíu đó. Thì nửa bài kinh vừa rồi là chúng ta học cái thái độ nào, cái phản ứng nào trước sáu trần mà nó dẫn đến cái chuyện nuôi lớn phiền não. Mà tại sao cái chuyện nuôi lớn phiền não nó quan trọng, là bởi vì rõ ràng sống nhiều với phiền não trước mắt là mình khổ, và mình sẽ tự nhiên thôi, tự nhiên thôi, nhưng mà sống nhiều phiền não là tự nhiên thôi, mình sẽ đem cái phiền não của mình ấy mình gieo cái khổ cho người khác một cách trực hay là gián tiếp. Nhớ nha, nhớ nha, các vị đừng có nói với tôi là tôi phiền não trong trong phòng của tôi trùm mình đóng cửa tắt đèn, tôi tham sân si ở trong đó, đâu ai biết. No, không có. Các vị sống nhiều với phiền não dầu trùm mền đóng cửa tắt đèn thì trước mắt có gì khổ đã đành rồi, nhưng mà một lát nữa đi các vị mở cửa ra, các vị gặp ai đó là các vị đã gieo khổ cho người ta rồi. Đó là nói cụ thể, nó dễ hiểu đó, chứ chưa có nên kể đến cái chuyện là khi mình sống nhiều phiền não là mình đang gieo cái mầm khổ cho kiếp sau. Mà cái kẻ nào mà sống với cái quả xấu, cái quả bất thiện ấy, thì cái kẻ đó là khó mà đem lại cái an lạc cho người khác lắm. Không, khó lắm, khó lắm. Vì vậy quý vị tưởng tượng đi, thông minh nè, giàu có nè, khỏe mạnh nè, xinh đẹp nè, mình đi đâu mình cũng dễ đem lên niềm vui cho người khác lắm, không dễ lắm. Còn bây giờ mình nghèo nè, mình xấu nè, mình dốt nè, mình bệnh nè, bốn cái này nghèo xấu dốt bệnh, các vị tưởng tượng đi, đem bốn cái này cộng lại dò thành cục rồi bỏ trong túi đi khắp nơi trong cái thế giới này, các vị nghĩ có phiền ai? Chứ tôi thấy phiền hơi nhiều nha.
phiền lắm. Phiền lắm trong xã hội mà mình thấy là xấu nè, nghèo nè, bệnh nè, dốt là bốn cái này mà bỏ túi là đi đâu nó cũng hôi rình nè, khổ lắm. Tôi không có chê người nghèo, tôi là tôi đang nghèo có lai sanh nè, nhưng mà tôi phải nhìn nhận nghèo xấu bệnh dốt bốn cái này mà nó nằm ở trong túi mình nó đi đâu nó kỳ lắm, khó thương lắm, không mà đi. Bởi vì sao, bốn cái này thì nó bản thân nó thì cũng phải bậy bạ gì, nhưng mà 99,9% người mà sống với bốn cái này nè khó mà tốt bụng được lắm, khó khó rất là khó, tin tôi đi, rất là khó. Mình muốn đem lại niềm vui cho người ta là mình phải là không có bốn cái này, hoặc có mà có một tí thôi thì được, chứ còn mà xấu nghèo bệnh dốt bốn cái này rất là khó mà sống thiện. Ngay cả bây giờ cái bị muốn giữ giới, muốn ngồi thiền, muốn học giáo lý, muốn đi chùa, muốn cúng dường, muốn học đạo, không mà các vị có bốn cái này nằm trong túi bị tu kiểu gì, tu kiểu gì. Thường là mình có bốn cái này là mình ăn là cứ nghĩ đến toàn cái chuyện mà đấu tranh lừa đảo lật lọng gạt gẫm không. Các vị nghĩ là tôi không có muốn nói sâu nha, tôi muốn nói sâu tới đó là các vị hiểu nha. Cho nên các vị nói với tôi là tôi phiền não, tôi trùm mền đóng cửa tắt đèn đâu có ai biết đâu, cứ sống bằng phiền não thì kiếp sau sanh ra đi đâu cũng có bốn cái đó theo người mình hết. Mà có bốn cái này là trước mắt là khổ mình, là sau đó là khổ người. Xấu nghèo bệnh dốt nha. Mình nói như vậy không có nghĩa là để mình kỳ thị mấy người đó, hoặc là để mình mặc cảm với bản thân, no, không phải. Mà để mình tránh, mình sống như thế nào để đừng có mà gieo trồng bốn cái hạt xấu đó, bốn cái chủng tử xấu đó, khổ không? Khổ lắm. Rồi như vậy thì kỳ rồi mình học là những yếu tố tâm lý nào mà nó được xem là phiền não và nó nuôi lớn phiền não. Hôm nay chúng ta học một nửa kinh còn lại, đó là cái phản ứng tâm lý như thế nào, kiểu sống như thế nào mà để nuôi lớn cái thiện tâm trong mình. Thiện tâm ở đây là mình nói về ngôn ngữ ngoài đời, còn ngôn ngữ chuyên môn để nó là nuôi lớn bảy cái giác chi. Thì ở đêm đây mình coi trong cái chánh kinh đi ha, coi chánh kinh, coi chánh kinh, coi chánh kinh. Này các tỳ kheo, cái gì là món ăn cho niệm giác chi, giúp cho cái niệm chưa có nó xuất hiện mà đã có rồi nó được phát triển mạnh mẽ, cái gì? Ở đây này các tỳ kheo, có các pháp, cái này tôi đang đọc cái bản dịch của nhà Minh Châu nha. Các pháp ở đây này, các tỳ kheo, có các pháp trú xứ cho niệm giác chi. Ở đây nếu như lý tác ý được làm sư mẹ thời, chính cái đó là món ăn như giác chi. Chính tạng chỉ nói vậy thôi, chỉ nói như vậy thôi, tức là muốn nuôi lớn cái niệm giác chi. Mà cái niệm ở đây là chánh niệm ấy, tức là khả năng tỉnh thức ấy. Thì bây giờ tôi nói bằng ngôn ngữ thời này, muốn nuôi lớn cái khả năng tỉnh thức ấy, thì mình phải sống nhiều với những điều kiện nuôi lớn đó, chứ không phải là muốn là có nha. Thì những điều kiện đó là gì, nói gọn đó là thường xuyên tu tập bốn niệm xứ đó, nói gọn đó, mà cái phần kinh đại niệm xứ đã giảng rồi nha. Nói gọn chính là tu tập bốn niệm xứ là cái điều kiện để mà nuôi lớn các chi, nuôi lớn niệm các chi. Còn mà đó là nói theo 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 trong chánh tạng đó. Còn nói theo chú giải này, có những cái điều kiện mà để nuôi lớn cái niệm các chi, nó gồm có cái gì? Một là sâm bát chánh nhé, là thường xuyên sống. Chữ sâm bát chánh nhé đây nó có hai nghĩa. Một đó là trí tuệ, nhận biết cái gì là thiện ác tốt xấu nên không nên nha, thì cái đó là nghĩa một. Nhưng mà sắp sắp bát chánh giác ở đây nè, nó có nghĩa là cái chánh niệm ở trong tiểu oai nghi là sao, chánh niệm trong tiểu oai nghi, trong trong đại oai nghi nói chung. Ở đây gồm có bảy, gồm có chánh niệm trong lúc đi đứng nằm ngồi, rồi cái gì nữa, ăn uống đắp y mang bát, nhìn tới nhìn lui. Nhìn ngang liếc dọc là phải nhìn chánh niệm, bước ha, đi đứng nằm ngồi, ăn uống đi đứng, đắp y mang bát đều phải có chánh niệm. Thì mấy cái này được gọi là, đây là chỉ là nói tượng trưng thôi, chứ thật ra trong là toàn bộ sinh hoạt thường nhật của chúng ta, nhất nhất mỗi cái cử động, mỗi động tác đều phải được ghi nhận. Thì cái đó được gọi là sâm bát chánh nhé, cái điều kiện đầu tiên để nuôi lớn cái niệm giác chi á đó, đó chính là thường xuyên sống với chánh niệm.
Hồi nãy tôi có nói có hai cách. Cách một là nói gọn, là thường xuyên tu bốn niệm xứ. Nhưng mà cách hai là gồm có bốn điều kiện sau đây. Một là phải thường xuyên sống với chánh niệm, phương cách sinh hoạt. Cái thứ hai, cái này mới quan trọng nữa. Xa lánh, không sống gần cái người thất niệm. Cái này cực kỳ quan trọng. Tại sao chúng ta cần có thiền viện? Tại sao vậy? Mình học lý thuyết với thiền sư, xong mình về mình tu rồi mắc cái chứng gì mà vào thiền viện? Không, cần lắm. Bởi vì nếu mà anh không vào thiền viện, anh ở nhà anh ấy, nói đừng có buồn nha, chứ còn trong nhà mình có bao nhiêu người sống chánh niệm? Cha mẹ, vợ chồng, con cái, ông bà, bè bạn, chòm xóm, bạn cùng sở, lặp 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 thân bằng quyến thuộc gần xa, không thì tất cả những cái người xung quanh mình có bao nhiêu người sống chánh niệm? Khó. Muốn trau dồi chánh niệm là phải tránh những người sống thất niệm. Sống thất niệm là lăng xăng lăng xăng lăng xăng, không có tỉnh thức, không biết rõ mình đang làm gì, với tâm trạng cảm xúc như thế nào, không biết. Thì đó gọi là người thất niệm, đúng không? Thì cái chuyện đầu tiên là phải chánh niệm trong các cái tư thế sinh hoạt, trong các hoạt động lớn nhỏ. Thứ hai là phải tránh cái người mà thất niệm. Thứ ba là phải gần cái người mà có chánh niệm. Cái đó lợi lắm. Mà cái bị vào bên qua biển điện, vào thiền viện thì biết, mình nhìn chư tăng cư sĩ, thiền sư, hành giả, bạn tu chung quanh, mình nhìn họ, cái tự nhiên cái mình quay trở về chánh niệm liền. Tại vì sao? Mình thấy ai cũng đang chánh niệm hết. Nó có một cái này nè, nó có cái này nè mà không biết nó uổng lắm. Đó là cái chuông. Cái tiếng chuông đó, thật ra nó có hai nghĩa. Cái tiếng chuông trong Phật giáo là hai nghĩa. Một là hợp chúng. Hợp chúng hay là cáo chúng là sao? Thế giờ mình cần thông báo cái gì, cần họp mặt mình đánh, tới giờ ăn mình đánh, tới giờ tụng kinh mình đánh, tới giờ giải quyết tăng sự gì đó mình đánh chuông, để cáo chúng. Cái ý nghĩa thứ nhất là cáo chúng, thông báo cho mọi người biết chuyện hiện kia. Nhưng mà cái thứ hai đó là cái gì? Là cảnh tỉnh. Cái tiếng chuông đó, đó là cái nghĩa quan trọng đó, trong kinh đó nha. Ý nghĩa của cái chuông đó, ý nghĩa của tiếng chuông nó có hai: một là cáo chúng, hai là cảnh tỉnh. Cáo chúng nghĩa là thông báo cho biết chuyện gì đó, họp mặt nha, hoặc là tới giờ rồi, xả thiền rồi, đánh cái beng cái là cáo chúng, nghĩa là thông báo cái tin tức cho mọi người, inform cái gì đó cho mọi người. Nhưng mà cái ý nghĩa thứ hai nó gọi là cái gì, là warning, là cảnh tỉnh. Cứ nghe là mình đang đi trong chùa vậy đó, lâu lâu cái mình nghe cái beng cái mà mình thì không biết, mình tưởng là trong chùa có tiếng chuông cho nó linh, chứ không phải. Mình đang đi nghe tiếng, đặc biệt là tiếng chuông gió. Ví dụ cái tiếng chuông gió ở ngoài đời nó có thể nó có mang cái nghĩa phong thủy, nó mang cái nghĩa là nghệ thuật, lâu lâu nghe hay hay vui vui. Nhưng mà không, ở đây trong cái tiếng chuông mà đúng nghĩa đó, cái chuông gió đó, tôi nói chuông gió. Còn nếu chuông người đánh thì khỏi nói rồi, mà chuông gió là cái vị về Calame đó, là chúng ta có một cái chuông gió to đùng. Cái chuông đó rất là đắt tiền, mà chúng tôi mua ở tiệm đồ cũ thì rẻ sình, cái chuông đó rất là hay. Thì gió lúc nào không có, mình đang sinh hoạt mà thất niệm á, mình nghe cái chuông gió nó có beng cái là mình nhớ nhớ đó, là nhắc nhắc chánh niệm nha, chánh niệm nha. Nhớ nhắc cái gì? Cảnh tỉnh đây, nhắc lại đang thất niệm nha, gọi là nhớ nhắc lại, nhắc cho mình nhớ rằng thời gian đang qua nha, nhắc cho mình nhớ rằng cái mạng cùi của mình là nó sắp hết rồi nha. Đó, nhớ nhớ mấy cái đó. Thời gian đang qua, mình đang thất niệm, mạng cùi sắp hết. Cái cảnh tỉnh là vậy. Cái khi mà mình mặc định với nhau, tiếng chuông nó có nghĩa như vậy đó thì mới được. Cho nên bốn cái điều kiện để nuôi lớn cái giác chi: một là thường xuyên tỉnh giác trong các sinh hoạt lớn bé, hai là gần cái người chánh niệm, ba là xa cái người thất niệm, và bốn là cái đầu óc thường xuyên nghĩ đến cái chuyện trau dồi chánh niệm. Muốn cái gì, muốn trau dồi, muốn phát triển cái gì thì phải thường xuyên đau đáu canh cánh với nó, chứ còn mà sương sương nhẹ nhẹ đừng hòng nha, đừng hòng. Cái điều quan trọng lắm, phải đau đáu canh cánh với nó, đau đáu chữ đau chữ u á, đau đáu canh cánh, tức là tối ngày cứ nghĩ đến đó, cứ làm sao mà cứ nhớ hoài chánh niệm. Biết mình thất niệm thì mình phải quay lại cho nó nhiều hơn. Và cái này ngài Sơn Phát nói chứ không phải là tôi nói. Ngài nói có những cái ưu tư ưu thọ nên có, và có những cái không nên có. Cái ưu mà nó là những cái buồn, giận hờn, tủi, sợ hãi là cái ưu thọ nó không nên có. Nhưng mà cái ưu mà khi mà nghĩ đến cái dòng sanh tử, quá khứ, vị lai,
nghĩ đến cái khổ trong hiện tại, nghĩ đến cái khổ sa đọa, rồi cái gì nữa? Buồn là vì nghĩ rằng cái thiện pháp mình đang sụt giảm, buồn là vì cái ác pháp nó đang tăng trưởng. Cái ưu tư đó nên có, nên có nha. Tôi nhắc lại, cái ưu tư nó nên có. Cho nên cái đau đáu, cái tranh cãi ở đây là gì? Đó chính là biết buồn, biết lo, biết sợ. Khi mà phát hiện ra cái chánh niệm mình yếu quá, và tất cả các giác chi còn lại đều như vậy hết. Có nghĩa là muốn phát triển nó thì ngoài các điều kiện đặc biệt ra đó, thì có một điều kiện chung giống nhau, đó là thường xuyên đau đáu canh cánh đó. Ví dụ như mình muốn trau dồi cái trạch pháp giác chi, lát nữa tôi mới giảng được cái đó, muốn trau dồi dồi trạch pháp giác chi thì anh cũng phải đau đáu canh cánh. Sao mình chậm quá vậy ta, sao mình tối quá vậy ta, đấy phải như vậy. Chứ còn được cái ba mớ thấy mình hay là rồi xong, được cái ba mớ thấy mình hay là xong. Mà mình cái bệnh này là bệnh trầm kha, bệnh này là bệnh là tôi thấy là ai cũng bị đó. Cứ ba mớ là thấy mình hay, học ba mớ, hiểu ba mớ, tu ba mớ, bố thí ba mớ, quen biết danh tăng vài vị là mình thấy mình hay. Mà mấy cái đó chẳng là cái gì hết, nó lên làm thiệt đúng, nó nên làm thiệt đúng, nhưng mà nó chẳng là cái gì để mà mình hãnh diện hết nha. Nên lấy nó làm niềm vui thì được, nhưng mà lấy nó để mà lấy nó làm điều, lấy nó để mà hãnh diện, để mà tự đắc tự cao tự mạng tự phụ tự đại tự tôn, đó là thua. Đó là thua. Và đừng có nghĩ là mình lén lén không ai biết. Khi mà đối với thiện pháp mà mình có một chút tự tôn tự đại tự kiêu đó, là cái thiện pháp nó không có đi xa được nữa, tin tôi đi, nó không đi xa. Ở ngoài đời đó, mình là một học sinh tiểu học, mình kiêu ngạo mà miễn là học đủ điểm vẫn lên lớp. Học sinh trung học kiêu ngạo tự tôn tự đắc mà học giỏi vẫn lên lớp. Sinh viên đại học tự tôn tự kiêu tự đại mà học giỏi vẫn có bằng tốt nghiệp đại học, vẫn lấy bằng bác sĩ kỹ sư. Nhưng mà trong đạo thì không. Trong đạo mà khi mà anh có được một cái một chút thành tựu nào đó mà anh tâm đắc với nó là anh không đi xa được. Như vì sơ thì muốn lên tới, muốn sơn lên tới sơ thiền là phải bỏ toàn bộ năm triền. Và trong đó là, trong đó có cái gì? Cái đầu tiên là dục, dục dục triền, không có tham thích trong sắc thinh khí vị xúc đã đành, mà cũng phải làm lơ thị phi. Có cái vụ này nữa, làm lơ thị phi, mình sống gọi là tri túc thiểu dục mà còn đang canh me, có ai khen, có ai nhìn mình không, có ai biết mình thiểu dục không? Ví dụ như vậy, chỉ riêng cái này thôi, chỉ riêng cái này thôi là đã không được, bỏ hết, bỏ năm cái hưởng thụ vật chất và bỏ luôn cái thích khen sợ chê thì mới là đắc được sơ thiền nha, mới đắc được sơ thiền. Mà anh phải có chán cái sơ thiền nha, nghe kỹ, có chán sơ thiền, có hiểu rõ cái sơ thiền này là cái cần phải vượt qua, cần phải để lại, cần phải bỏ lại thì mới lên được cái nhị. Mà anh phải chán được cái nhị, anh phải chán được cái nhị thiền, anh phải thấy cái nhị thiền là cái cần phải vượt qua, cần phải bỏ lại thì anh mới lên tới tam thiền. Cứ như vậy đó mà lần lượt bỏ các cái tầng thiền thấp, tiến lên các cái tầng thiền cao, và cuối cùng là phi tưởng phi phi tưởng, gọi là bát định đó. Nó là thành kinh ấy, đây là bốn tầng thiền sắc và vô sắc, nó được thành tựu bằng cách là bỏ đi cái cũ. Có ai biết được cái chuyện này không? Phải bỏ đi cái cũ. Cho nên tu là hành trình lìa bỏ, giới là một hành trình lìa bỏ, bố thí là một hành trình lìa bỏ, ngay cả cái tâm từ nó cũng là một hành trình lìa bỏ. Bỏ cái hờn giận, bỏ đi cái nhìn tiêu cực về đối phương, về người khác. Yeah, tu hành ở một cách nói nào đó nó là một hành trình lìa bỏ. Còn người đằng này đụng đâu dính đó là tiêu, đụng đâu dính đó không đi đâu xa được, nhớ cái đó nha. Rồi, đây là, đây là những cái điều kiện mà để phát triển cái niệm giác chi trong rung này. Thế nào cũng có người thắc mắc nó là cái gì quan trọng. Dạ, làm sao quan trọng được, nó chính là linh hồn của tứ niệm xứ. Niệm mà nó là một nửa linh hồn mình. Bây giờ tứ niệm xứ gồm có hai, đó là niệm và tuệ. Thì niệm xứ nó là một nửa linh hồn của niệm xứ, mà niệm xứ là cái hành trình giải thoát. Có nhiều người hiểu lầm thế này, nói rằng niệm xứ phải là pháp môn duy nhất. Đúng, trên từ ngữ thì họ nói đúng, nhưng mà nội dung của nó sai. Trên từ ngữ thì tôi tu thức giác chi, tôi tu bắt chánh đạo, tôi tu tam học, chứ tôi đâu tu tứ niệm xứ đâu.
Đó là trên từ ngữ. Nhưng mà xét về nội dung, không có một cái pháp môn nào dẫn đến giải thoát mà không có cái nội dung bốn niệm xứ, tức là nhận diện cái thực tại hiện tiền, biết rõ cái gì đang xảy ra và nó là cái gì, biết rõ rằng nó là do duyên mà có và cũng do duyên mà mất đi, phải nhận thức biết cái gì đang diễn ra nó là gì và biết nó luôn luôn trong tình trạng biến diệt. Đấy, đó là cái linh hồn, đó là cái tinh thần, là cốt lõi, là tinh hoa của bốn niệm xứ. Cho nên anh có thể tu bất cứ pháp môn nào, nhưng mà tôi đoan chắc 1000% là pháp môn ấy, nếu đúng là con đường giải thoát, thì nó phải mang cái nội dung, cái cốt lõi, cái máu thịt của bốn niệm xứ nha. Nhớ cái đó nha, trên từ ngữ thì có thể khác đó. Rồi, đây là điều kiện phát triển bốn niệm, mình để phát triển cái niệm giác chi đó. Rồi tiếp theo là cái câu thứ hai, câu mình không có chú giải làm đâu mình không có hiểu nha. Thế nào là cái món ăn cho trạng pháp giác chi chưa có nó được xuất hiện mà có rồi nó được phát triển? Cái nào? Thì ở đây có những pháp thiện và bất thiện này, các tỳ kheo, có những pháp có tội và không tội, những pháp liệt và thắng, có những pháp giữ phần đen và trắng. Ở đây nếu như lý tắc biết được làm như sung mãn, ở đây là sao? Có nghĩa là người đang nên nên trí, tức là thường xuyên dùng cái trí tuệ để mà nhận thức, nhận thức biết rõ cái gì là thiện, cái gì bất thiện. Ở đây cái chữ đen và trắng nó cũng là cái hắc pháp bạch pháp, nó là từ đồng nghĩa nha, nó là từ đồng nghĩa của thiện và ác. Liệt thắng nghĩa là biết cái gì là thù thắng, biết cái rõ cái gì là hạ liệt, cái gì cao quý và cái gì là thấp hèn. Đó, nhớ nha, thấp kém biết. Thì ở đây là cái chữ nói vắn tắt cái điều kiện để phát triển trí tuệ, tức là trạng pháp giác chi, thì gồm có cái khả năng ở trong đây ngày Minh Châu dịch là như lý tác ý, cái khả năng mà thường xuyên xác định cái gì là thiện ác tốt xấu, nói gì thì chua quá không. Thì ở đây trong chú giải mới cho mình biết này, cái cách phát triển trạng pháp giác chi này, đây đây cái cách phát triển đây. Thì cách phát triển phát triển chỉ các chi nó gồm có bảy, phải có Pali, phải có Pali. Cái này tôi nói rõ nha, ở trong cái kinh nghiệm tuệ quán có rồi, ở trong giáo lý A Di Đàm có rồi, tôi không có làm chuyện bán sách rẻ tiền đâu. Nhưng mà bây giờ khai quyển, nó khai hai cái quyển là tại tôi biết chắc có xuất xứ, cho nên tôi giới thiệu hai quyển đó, các bạn nên đọc kỹ cái này trong hai quyển đó, đặc biệt là kinh nghiệm tuệ quán ha. Rồi bảy cái điều kiện để phát triển cái niệm biết gì trong Pali, trong Pali nè, sắp tới thầm mà thầm mong chứ xong có chăng gắt ở ba đá sang vật tình kỷ, có bảy điều kiện để phát triển trạng thái chi. Một là Paripuchchakata, có nghĩa là thường xuyên vấn đạo. Thường xuyên vấn đạo, thì đâu chú giải mới nói là vấn vấn cái gì tất thát ở đây. Paripuchchakata tí khanh tha a khanh tha tha tu a cho ta nát indriya pala po chăng ga mắt ga mắt mắt găng cái cha năng cái paripuchcha ta, cái đầu tiên phải thường xuyên vấn đạo. Vấn đạo là vấn cái gì? Vấn đạo là học hỏi về A Tỳ Đàm, học về quẩn xứ giới đế căn năm quyền giác chi chi đạo chi thiện. Quẩn xứ quẩn gồm có năm, xứ 12, giới 18, chi đạo có 12, chi thiền thì có 7. Đó, nhớ nha. Thì thường xuyên vấn đạo về những cái đề tài này nè, như người Miến Điện, Phật tử Miến Điện mà dốt không biết gì về Bát Tha Ná là hiếp. Vì sao? Vì Bát Tha Ná là một cái bộ phận giáo lý nằm ở trong bộ thứ bảy á, là luôn là xoáy sâu nhấn mạnh về quẩn xứ giới để biết rõ thân này, nói chia ra chỉ gồm có năm sắc thọ tưởng hành thức, bắt buộc phải chỗ vào giáo lý rồi nha. Bây giờ bắt tôi giải thích thọ tưởng hành thức là cái gì là chết cha rồi nha. Sắc thọ như vừa rồi có cái lớp tạm gọi là intensive ở Calama có mấy ngày, tôi phải ôn lại cái này, phải ôn lại, cho nên cho tôi lặng đề này một chút. Sau khánh thành Calama, thiền đường Calama, chúng tôi sẽ có một lớp intensive trực tiếp mặt giáp mặt thầy trò tại Calama, và từ đó mỗi năm thì tùy duyên
Thì chúng ta sẽ có rải rác các lớp internship tại Calama. Mà tại sao mà ở Calama? Là bởi vì bà con ở Việt Nam có thể qua nó dễ, bà con qua đó dễ. Chứ còn mà các vị qua Mỹ có, qua Âu có, thì các vị qua đó và tôi về đó cũng dễ nữa. Còn riêng về hướng dẫn thiền tập là toàn bộ là chư tăng Miến Điện hết nha, tôi nói kỹ. Tôi không có bận phạm gì cái lớp thiền của quý vị hết, thay vì các vị thỉnh ngày thì ngày Ba Ao, ngày Kim Điệu, ngày Chu Tí Cá, ngày Tây Chani Da về Việt Nam, thì bây giờ mình thỉnh các ngày về Calama. Bởi vì nơi bên trên đất Miến Điện thì các ngày đi rất là tiện, rất là tiện. Chứ còn nếu mình thỉnh thiền sư về Việt Nam ý, thì tổ chức ở đâu, cho ai và bao lâu, rồi một lần như vậy mà thỉnh bên ngoài về giấy tờ nó mệt lắm. Theo tôi đó thì tôi làm ngay Calama đó, là cái ý đó. Có nghĩa là cũng các vị cũng tôi với các vị đó thôi, nhưng mà nó có thêm được 1001 cái lợi khác, đó là các vị có thể thân tại Calama mà tâm ở các thiền viện khác, luyện vali ở đó xong rồi đi một đảo một vòng coi cái ở đâu nó hợp, nhà đó mình tu thích thì đi luôn, còn không nên làm một cái vòng tham tham khảo thăm dò nha, đi một vòng ở đó muốn bố thí, muốn cúng dường thì chư tăng phải tính bằng số ngàn. Không, bố thí cúng dường phục vụ nghe pháp, muốn giữ bát quan ở đó nó dễ hơn Việt Nam nghìn lần, nghìn lần. Muốn ngồi thiền ở đó cũng nghìn dễ nghìn lần. Muốn bố thí, muốn phục vụ, muốn cung kính, muốn đảnh lễ, muốn muốn không muốn đảnh lễ, tôi chỉ cho đảnh lễ mà sói tráng mà rụng tóc cũng có nữa, đó là cao tăng nè, biết bao nhiêu rồi nha. Rồi cho nên là về đó là mình, tôi lạc đề đó là mình phải có một lớp, phải có lớp học giáo lý thường xuyên ở đó, cứ điều điều điện lớp điện thì tối thiểu là 10 ngày nếu mà chúng tôi có dịp về đó. Nếu chúng tôi có dịp về đó thì tổ chức 10 ngày, còn lâu lâu chúng tôi về ở một tháng thì mình sẽ có lớp một tháng. Còn cái lớp 10 ngày là lớp đột xuất, tức là tình cờ ngẫu nhiên mà tôi có mặt thì các vị có thể bay qua, còn nếu không thì mình tổ chức hẳn hoi để bắt buộc phải là một tháng. Chứ còn mà bắt tôi từ Mỹ từ Âu mà bay về đó chỉ giảng trong cho 10 ngày thì tôi bay nổi, nó thì bay nổi. Cái này nếu không có một vài vị họ cũng đề nghị, mà tôi hỏi bao lâu xin lỗi, họ nói có 10 ngày, tôi nói 10 ngày tôi bay nổi. Vậy muốn trau dồi thành pháp giác chi, để cái đầu tiên ý là thường xuyên vấn đạo. Vấn cái gì? Vấn là về quẩn xứ giới đế. Và các vị sẽ có lúc các vị thấm ra một chuyện rất là độc đáo, là đó giờ mình học toàn là cái chuyện bố thí cúng dường rồi quay lực tam bảo chư thiên hồi hướng rồi chữ hiếu đạo nghĩa vợ chồng, tất cả mấy cái đó không cần vật ra đời cũng có. Nhưng mà cái nhận thức về quẩn xứ giới đế là chỉ có cái giáo pháp của chư Phật toàn giác thôi nha. Và cái điểm để mà đạt đến cái thánh trí giải thoát bắt buộc là phải có một cái nhận thức, có cái hiểu biết về mấy cái này. Trước hết đó là tri văn, là sau đó là tư, và cuối cùng là trí tu. Tôi hay nói đó là bộ ba cái giai đoạn, tiêu thụ, tiêu hóa và tiêu dung. Tiêu dung rồi có người chép là sửa thành tiêu giao, là tiêu thụ xong tiêu hóa chưa, cái tiêu dung nó đã đi tiêu giao rồi, thì tiếng Việt Nam còn tiêu diêu, tiêu diêu miền miền cực nhọc cực lạc. Thì là trước hết là phẩm giáo lý Paripuchakata. Thứ hai là cái gì? Phải có Bali nó mới linh không? Trong đây mới rõ, nói rõ là học học cái gì đó, thường xuyên vấn đạo là vấn đề của sư đế. Rồi 22 quyền, rồi gì nữa? Năm 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 lịch, 7 giác chi, 12 chi đạo, 7 chi thiền nha. Rồi. Rồi tiếp theo là cái là thường xuyên vấn đạo. Cái thứ hai đó là quắc thú Visada Kiriya, có nghĩa là sự sống vệ sinh. Đấy, sống vệ sinh thường xuyên vấn đạo, nhưng mà cơ thể vệ sinh là sao? Ăn mặc chỗ ở là phải ok, hôi rình dơ giấy, ngồi gãi sồn chột chột, gàu bay tứ tung như tuyết rơi mùa đông ở châu Âu là không tu được nha. Cơ thể phải sạch sẽ, tắm gội sạch sẽ. Ở đây không cần phải quần lão lụa, nó no, không cần, cần nha, không cần, mà là phải là sạch sẽ, phòng ốc gọn, ngủ cho nó gọn thì sao, ít đồ, ít đồ để mình con mắt mình không có bị vướng, không bị vướng, mình nhìn nó không bị vướng, mà áo quần phải gọn nhẹ, mùa nào thì vải nấy,
đơn giản thôi, bộ hai bộ thôi. Mùa đông mình chỉ cần cái áo khoác lạnh bên ngoài, nhưng nếu được có cái khăn tròn, nếu có mũ tất gì đó. Còn mùa hè thì chỉ cái là kiếm cái vải linen cotton tông nhẹ nhẹ, có tiền mua siêu ở mặt. Là thứ hai. Cái thứ ba nó là cái thứ ba nó là Indriya Samatthapavipadana, có nghĩa là quân bình năm quyền. Đây, quân bình năm quyền, Indriya Samatha, Samatha đây có nghĩa là quân bình, quân bình. Nó có cái thú vị thế này, cái chữ Samatha đây nó có nghĩa là quân bình, nó là balance. Mà chữ Samatha nó cũng có nghĩa là giống, giống chữ xem tiếng Anh hay vậy đó. Nhớ nha, xem chữ xem tiếng Anh nghĩa là giống. Thì Pali chữ Samatha nó cũng có nghĩa là giống, mà nó cũng có nghĩa là balance, quân bình, cân bằng nha, nhớ cái đó. Rồi. Indriya Samatthapavipadana đó nè, tức là quân bình năm quyền, có nghĩa là sao? Thường xuyên để ý xem coi mình sống nhiều với ác thiện, ác là thiện, cái đó là đã đành rồi, nhưng mà riêng cái thiện đó, lúc này mình thấy cái tinh tấn mình nó hơi yếu, lúc này mình thấy cái niệm mình nó hơi yếu, lúc này mình thấy cái trí tuệ mình nó hơi yếu, lúc này mình thấy cái định mình nó hơi yếu đó, mình lại kéo nó lên cho nó bằng nhau. Có hai cách làm cho xã hội nó bình đẳng. Cách một là kéo mọi người lên giàu hết, còn thứ hai là cứ đánh tư sản cho nó sụp, cho nó chết sạch, cho nó nghèo sơ sát. Hai cách, thì cách một là làm cho mọi người cùng giàu, và cách hai là làm cho mọi người cùng nghèo. Và xã hội mà nó có bình đẳng, cái hố sâu ngăn cách giữa giàu nghèo mà nó càng sâu thì nó càng rối, nó càng cạn nữa càng tốt hơn. Thì đó là xã hội, mà nói là trong đạo mình ấy, thiện ác mà nó trong trên thì khỏi nói, là nhưng mà riêng cái thiện đó mà nó không có cân bằng, tu không thể tu được. Có nghĩa là khi mình nhìn lại cái lúc này mình toàn là tập trung, mình sống nhiều về niềm tin không à, mình sống toàn niềm tin không, và lúc này mình học giáo lý rất là nhiều, mà lúc này mình đầu óc bén nhạy lắm, nhưng mà lúc này mình thấy cái tâm từ mình yếu này, không bố thí này, không giữ giới này, không ngồi thiền này. Chỉ là học giáo lý không là thấy thua rồi, bởi vì học giáo lý nó chỉ là một mảnh vụn của trí thôi. Một mảnh vụn nghĩa là trí nó có ba là văn tư tu, mà mình chuyên mình học giáo lý đó thì mình chỉ mới có được được có cái trí văn thôi. Mới học cái trí văn, mới được có một mảnh của trí, một mảnh của trí thôi, mà mình đã là tự mình là cái rúng cái vũ trụ làm được không. Cho nên cái tiếp cái điều kiện thứ nhất là paripuchakata, là phải thường xuyên là tra vấn vấn đạo, mà vấn đạo về cái gì, là về những đề tài sâu sắc, chứ còn vô mà hỏi chuyện trên trời với biển đó là cũng không không kể nha. Cái thứ hai đó là phải là vệ sinh, sống vệ sinh, ăn mặc ở là phải vệ sinh. Rồi cái thứ ba là gì ta? Cái thứ ba đó là phải quân bình năm năm quyền, là để ý là mình lúc này cái nào yếu nào mạnh. Rồi cái thứ tư đó là cái gì ta? Gọi là đắp bay nhập có lắp quách chân nè, quay quách chân, quách chân nè, tránh cái người thiếu trí, nói gần họ riết mình bị khờ, mình bị đù, cái gì nó gọi là đù, mình nói gần họ mình bị bư theo, cái đó có ở gần họ là những gì họ, cái cách nghĩ của họ, cái cách nói của họ, cách sống của họ, họ đầu nó làm cho mình bực, nhưng mà lâu ngày cái là như tôi nói đó, đầu tiên là tâm thức đối kháng, rồi bắt đầu lên tới hòa giải, thỏa hiệp, đồng thuận, rồi cuối cùng là bị đồng hóa, là thua rồi nha. Đó. Nên là dầu đó là người tốt hay người xấu, cóc biết chỉ cần làm sống họ là, ví dụ như họ là cái kiểu họ nó hợp với mình thì khỏi nói rồi, vừa gặp nhau là đã gọi là thỏa hiệp, hòa giải và đồng hóa với nhau rồi. Còn nếu mà họ là cái mẫu người mà không như ý mình á, thì buổi đầu mình đúng tâm thức đối kháng, nhưng mà nó đối kháng thời gian mà tiếp tục ở với nhau nữa thì nó sẽ dẫn đến cái hòa giải, thỏa hiệp, rồi cuối cùng là đồng hóa. Tin tôi đi, tin tôi đi, bất cứ đó là cái chế độ hay là con người bối cảnh, khi mình đi làm dâu khổ thiệt mà thấy nó quen. Như cái ông cái bà đó mới đi coi bói thì bà nói thầy ơi, con 48 tuổi mà đời vẫn khổ, thầy coi như nào con hết khổ. Thì ông thầy ông lật bằng tay lật tới lật luôn, ông nói bà 2 năm nữa thì bớt khổ. Thì bà hỏi sao vậy thầy, con trúng số không? Nó không, thêm 2 năm nữa thì cái khổ nó quen hơn chút, khổ ráng chịu từng việc mốt khổ rồi, là vậy đó. Nó quen, tin tôi đi, nó quen. Có những cái bà mà làm lụng như là con trâu, như là ô sin, gặp chồng vũ phu nó đánh như là nó đánh thú vật, rồi con thì nghiện ngập, rồi bầu bì chữa quan băng đảng, khổ lắm, mình nghe nó thấy khổ rồi, nhưng mà thấy nó quen, sống chung với lũ nó quen nha.
sống riết là mình thấy vắng chồng, bữa nào mà không nghe mùi rượu là không được nha, không bị nó đọp cho vài phát sưng mặt vẩu môi là không vui nha. Con là phải hổ ngẫu vô lễ thì mới vui, để nó quen, để nó quen nhà dột cột siêu rồi có cái trứng dầm nước mắm mặn 80 mạng vậy mà nó vui, để nó quen, nó quen với mai mốt nhà cao cửa rộng nhớ nhớ lắm, cái khổ mà còn quen, cái bất thiện sống nó cũng quen, và vì đương nhiên là cái thiện nó cũng quen, cho nên sống cái sống phải là muốn trau dồi trí tuệ là phải lánh xa người ác, người xấu, người thiếu trí là vậy đó. Mình ở gần mà biết mình quen, mà khi quen rồi nó là lâu ngày mình có thành ra họ, cái khả năng bị đồng hóa rất cao, rất cao. Cái do cái tập khí sinh nữ của mình, cái ác luôn luôn nó mạnh hơn cái thiện, cho nên cái tập nhiễm bất thiện nó dễ, nó nhanh hơn là học cái thiện. Tin tôi đi, tin tôi đi nha, tin tôi đi. Ở mỗi người cái ác nó lại dễ cái thiện nhiều hơn cái thiện, và từ đó suy ra người xấu nhiều hơn người thiện, và từ đó suy ra cái khả năng tập nhiễm bất thiện nó nhanh, nó mạnh, nó ngon lành hơn là cái khả năng mà gọi là lan tỏa của cái thiện. Khó lắm, nhớ không? Khó lắm. Rồi. Cho nên những cái điều kiện mà tôi không biết bữa nay giảng có đủ 7 giác chi không? Cái thứ nhất đó là 7 điều kiện. Một là thường xuyên vấn đạo, hai nữa là vệ sinh, vệ sinh trong đời sống. Thứ ba là quân bình năng quyền, thứ tư là xa người thiếu trí. Thứ năm là gần cái người trí tuệ. Thứ sáu là gâm phi đó nhà nó cho nó giáp ba chữ quét thanh an, thường xuyên có tư duy sâu sắc. Đấy, thường xuyên có tư duy sâu sắc là sao? Nhìn cái gì cũng nghĩ đến Phật pháp. Nhìn cái gì cũng nghĩ đến Phật pháp. Ví dụ như bây giờ mình đi chơi suối đi, mình thấy mà nước mình nó dội mâm vô làm đá nó mòn, thay vì mình chỉ nhìn nước chảy đá mòn, mình chỉ nhớ có cái bốn chữ đó thôi, thì mình lại nhớ biết bao nhiêu chuyện khác. Thứ nhất là trên đời không có gì bền. Rồi thứ hai, đừng coi thường cái gì là nhỏ, là yếu, là mềm. Ai cũng nghe nó nước cũng nghĩ nó mềm, ai nghe nó đá cũng tưởng nó cứng. Nhưng mà không, ở đời không có gì là tuyệt đối. Không, không có gì là nhỏ, không có gì là yếu, không có gì là mềm. Cái gì nó cũng có thể rồi có những cái tác dụng ghê gớm hết. Nhiều lắm, tới 1001 bài học khi chúng ta quan sát dòng chảy. Và cuối cùng chúng ta biết mọi thứ là vô thường là cái quan trọng nhất. Hoặc là biết nhìn nước chảy mà biết rõ rằng cái thiện ác nó lòng mình nó cũng đang chảy, cái danh sách trong ở đây chung trong cái năm quận này nó cũng đang chảy đó. Tập thường xuyên như vậy, cái chữ này nó chữ dài, chứ còn cái chữ gọn là gâm phi rác và cách chúng ta là cái thói quen thâm trọng. Thói quen thâm trọng có nghĩa là xin lỗi các vị, nhìn cái gì cũng để cho trí tuệ làm việc. Có những khi các vị giận với các vị nghĩ tôi nói chuyện hơi nặng ấy, nhưng mà nó kẹt cái chỗ là cách, không có cách nói khác. Đó là cái khác biệt giữa con người và con thú, ở chỗ là con thú nó chỉ biết sống bản năng, hả, đói ăn khát uống giao phối và tự vệ. Nhưng con người mình còn có cái khác nữa chứ. Thì mình còn biết cao hơn tí thì biết là văn hóa, nghệ thuật, khoa học, xã hội, tôn giáo, triết học. Nhưng mà cao hơn nữa đó chính là sống theo Phật pháp. Nhìn cái gì, nghe cái gì cũng quy chiếu về Phật pháp hết. Tối thiểu nếu cái đó bản thân cái đó nó không phải là bài học thì mình cũng là cái cơ hội để mình nhìn mình. Lúc đó mình coi cái mình đang là đối diện nó bằng cái tâm thái gì. Đó là tối thiểu, thì bản thân nó không là gì để mình học đó, thì mình cũng có dịp để mình quan sát cái tâm thái của mình, cái cảm xúc của mình nha. Và thường xuyên sâu sắc như vậy đó thì trí nó mới nhanh. Cái bậc đại trí là họ nhìn đâu họ cũng thấy Phật pháp hết. Ví dụ như bây giờ tôi nói rất là nhiều lần, mình lật cái cuốn từ điển tiếng Việt Nam mình ra, từ điển tiếng Việt nói riêng và từ điển tất cả các ngôn ngữ trên toàn hành tinh nói chung, giờ nói tiếng Việt trước đi, nếu mà mình nắm Phật pháp cho cứng thì chữ nào trong từ điển cũng là Phật pháp hết. Như rất là nhiều lần tôi nói tu tù tú tủ tụ, không, chữ tu là biết bao nhiêu chuyện, là chữ tù, chỉ riêng cái chữ tù con nó mở ra mình biết bao nhiêu Phật pháp. Rồi chữ tú tủ, rồi chữ tụ, nếu mà có dịp về Calama đó là tôi thử một lần cho các vị thấy chữ gì cũng là Phật pháp. Ta tà tá tà tà ma mà má mã bạ, không, rồi
ăn ngủ đi đứng nằm ngồi, cứ bất cứ chữ gì ở trong từ điển, tất thảy xanh vàng đỏ trắng, cái gì cũng là Phật hết, phải như vậy. Cái đó gọi là cái Gampira, trong đây thì chỗ này thì ngài xài cái chữ gọi là Gampira nha, nó cho giá bác chủ cái này là thường xuyên, gọi là có cái tư duy sâu sắc. Rồi tiếp theo nữa là cái gì ta, đó, gọi là cái tiếp cái điều gọi là ta có nghĩa là luôn đau đớn cầm chánh, làm thế nào để trau dồi cái trí tuệ của bản thân. Và nó gọi là đây là bảy cái điều kiện để mình nuôi lớn Phật pháp giác chi. Rồi cái thứ ba ha, cái thứ ba đó là trau dồi cái gì ta, trau dồi cái hỷ giác chi, hỷ giác chi ý, tinh tấn giác chi chứ, tinh tấn giác chi. Tiếp theo là tinh tấn giác chi này nó gồm có 10, 11 nhé, 11 cái Eka đó sát tham ma, có 11 pháp Viriya Sambocchan Kassapa đó sang bát tần tỷ, có 11 pháp trau dồi để mình nuôi lớn cái tinh tấn là cần giác chi. Một là áp ba giáp hay áp bách quyết khanh nè, rồi cái a đi săn sáng đá xa cái áp ba giáp, tức là thường xuyên suy tư về cái chuyện cái nỗi lo sa đọa, nỗi lo về sa đọa nha, nỗi lo sa đọa. Bữa nay chắc chắn là giảng hết bảy rồi, bởi vì nếu mà giảng mà nhắn cho đủ cho kỹ cho sâu cho rộng là không đủ, như kệ tới đâu hay tới đó nha. Cái đầu tiên là cái gọi là cái năm nay gọi là cái a ba giác phá giác bắt biết cái nào thường xuyên suy tư về cái chuyện mà sa đọa. Chỉ cần bây giờ mà mình một trong một ngày đấy, cái thời gian mà mình bất thiện mà nó nhiều hơn thiện thì cái khả năng mà đọa nó nhiều hơn là siêu. Mà một ngày mà mình sống nhiều với thiện thì khả năng mà đi lên nó nhiều hơn là mình đi xuống, cứ nhớ bao nhiêu rồi là nghĩ đi. Rồi cái nữa đó là a đi săn sẽ đó biết ta cứ nghĩ đến những cái thành tựu có được từ cái chuyện tinh tấn, bao nhiêu cái sự nghiệp gồm có thế nghiệp và đạo nghiệp trên cuộc đời này, có cái nào mà nó đến từ cái sự làm biếng. Tây nó có một câu: bằng con đường lười biếng ta sẽ đến một lâu đài mang tên là never, không bao giờ. Bằng cái con đường lười biếng, nó có nhiều đường để đi, mà có một con đường nó mang tên là con đường lười biếng, thì con đường nào nó cũng dẫn về một nơi chốn ngon lành, mà riêng trong đó có một con đường mà nó mang cái tên là lười biếng, con đường nó dẫn tới một chỗ gọi là không bao giờ. Có nghĩa là không bao giờ giàu, không bao giờ giỏi, không bao giờ nổi tiếng, không bao giờ được cái này cái nọ, không bao giờ nha. Bởi vì lười biếng nó đâu có đi đâu, nó cứ đứng yên chỗ mà, phải không? Cho nên bằng cái con đường lười biếng thì chúng ta sẽ đến một cái lâu đài mang cái tên là không bao giờ. Thì cái chuyện đầu tiên là mình phải nghĩ đến cái khổ sa đọa. Đây là một cái chuyện rất là quan trọng. Tôi tiếp xúc với rất nhiều người Việt trong nước và ngoài nước, không biết do cái văn hóa xã hội, bối cảnh sinh trưởng, bối cảnh giáo dục, hay là do họ bị thiếu sót trong lúc đi chùa, mà đa phần Phật tử Việt Nam mà tôi biết họ không sa đọa. Họ chỉ nghĩ nó về trời thôi, họ chỉ muốn thờ ngài Shiva Lý để giàu ngay bây giờ và bố thí cúng dường đến về trời, chứ họ quên một chuyện là mình tu mà chỉ nghĩ đến cái siêu không chưa đủ, phải nghĩ đến cái đọa, phải sợ cái đọa. Ham giàu chưa đủ mà phải sợ nghèo mới được, phải có cái sợ nghèo nữa nha. Nó có trường hợp đó, nó có trường hợp đó, có người chỉ cần nghĩ đến giàu là họ đủ siêng, nhưng có người phải thêm cái thứ hai nữa là phải cho họ sợ nghèo họ mới khiếp. Chứ còn mà chỉ ham giàu không, nó chưa có suy nhê mà phải lên cái vụ sợ nghèo nữa. Ở đây cũng vậy, mình muốn giải thoát, mình muốn về trời, muốn trở lại kiếp người, cái đó là hay, nghĩ đến cái điều này hay đó, nhưng mà nó còn có cái phải nghĩ đến chuyện bị sa đọa. Nghĩ đến cái cảnh mà làm heo làm bò mà tôi hay nói hoài đó, 3-4 giờ sáng nó lùa vô trong cái chỗ nào đó, bước qua cái máy là bước bước lúc bước vô là mình còn nguyên, mà qua tới bên kia là nó phân ra từng phần hết rồi, phải không? Da rồi nạc rồi mỡ rồi ba rọi rồi đồ lòng, được cái nào là da, cái nào là lông móng sừng, nó phân loại ra hết. Cái mỗi sáng đôi khi người ta đang ngon giấc vậy không, mà có người giờ đó đang chuẩn bị đi du lịch không, còn mình thì làm heo làm bò cái giờ đó, cái bắt đầu bước vô nó lùa tuôn một xe mấy trăm con
lùa vô rồi mà mình hồn nhiên nó có biết đâu, cứ đi tưởng 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 bước qua nó giống như cái checkpoint, cái chỗ mà kiểm kiểm tra hành lý ở phi trường đó, mà nó cao to lắm, nó cao đó, cứ bước qua cái là trong đó nó làm mình ngon lành lắm, là mình bằng bằng nghĩ đó, hoặc là cái đó là đồ tể công nghệ đó, còn kiểu mà thủ công đó là cứ là tới giờ nó lùa mình ra cái sân xi măng đó. Chích điện, lấy búa nện, lấy dao thọc cổ, không rồi có nhiều con là nó phải lấy dây giật cho ngã xuống rồi nó mới tới, nó mới làm việc, không rồi cứ hoặc là giờ này là ta đang trên trời dưới biển cùng mình, bây giờ là nằm dưới cống á, lúc nhúc dưới đó, hoặc là ở mấy cái đống rác giờ này đi kiếm ăn, là mấy con gì dưới đi kiếm ăn ở dưới, không chuột bọ rắn rít hoặc là cô hồn dã quỷ lang thang đầu gờn cuối bãi, không không nơi nương nhờ, cứ ăn toàn là phẩm đàm nước bọt của thiên hạ, cạc nhổ phóng quế ra đó, mà không có ăn nữa chứ, chứ này là không có đi ăn nữa chứ đâu phải là lúc nào nó cũng có núi cho mình ăn đâu. Thì cứ nhớ cái chuyện đó, nhớ cái chuyện mà cô hồn dã quỷ không lang thang, rồi nghĩ đến chuyện mà làm trùng dế dồi bọ rắn rít độc trùng mãnh thú trên rừng dưới biển, không rồi rồi làm người thì thôi bệnh tật nghèo đói nợ nần thù oán, làm dâu xứ lạ gặp chồng vũ phu, gặp vợ vũ nữ là thua luôn, không rồi cho nên là cứ nghĩ đến cái cảnh mà tầm lưng sa đỏ ngát, rồi cái tiếp theo là nghĩ đến cái thành tựu đạo nghiệp của cái sự tinh tấn, chỉ có tinh tấn thì cái là Anisakadasavita tự quán xét đến cái tinh tấn, cái quả báo của nó xưa này chỉ có siêng anh mới được này được kia. Okay. Cái tiếp theo nó là gì ta, cái tiếp theo nó gọi là Gamanavipajjana, mình xét thấy đó là bao nhiêu cái hành trình, cái con đường mà đi của mình và của người khác đó, có con đường nào mà bằng sự lười biếng không, không tất cả đều phải siêng hết, và nguyên cái cuộc luân hồi dài thâm thẳm đó muốn mô tả cái cuộc hành trình thâm thẳm đó, mình chỉ cần mình nhớ một câu nói của người châu Phi là mình hết muốn luân hồi. Nghe cho kỹ nè, kéo áo lên coi coi chỗ trống xăm, mỗi sáng con sư tử phải chạy khắp rừng để đi tìm mồi, và mỗi sáng con nai đó nó phải chạy để nó không làm mồi cho sư tử. Cái câu là nó sâu lắm. Hiểu theo nghĩa xã hội thì đời sống nó là một cuộc chạy đua, nhưng mà hiểu theo cái kinh Phật á thì mình thấy rõ ràng thế giới này nó là như vậy. Trong một ngày như vậy mình phải sống với thiện với ác, với buồn với vui, với sanh và diệt, sanh diệt thiện ác buồn vui, mấy cái đó nó đang bào mòn mình đó. Mình á, mình là một con mồi, mình con mồi bị truy đuổi, không mình là một con mồi truy đuổi. Rồi cái thứ hai nữa là biết bao nhiêu cái ác nghiệp quá khứ, biết bao nhiêu người xấu quả xấu đang chầu chực để mà tấn công, mà phủ chực, mà vô lấy mình. Vậy các vị không có chánh niệm, không dùng niệm, không dùng tuệ, không có thể thấy cái đó dễ sợ lắm. Một ngày như vậy bản thân mình, cái tấm thân này nó là bị tiêu mòn, tiêu hao, nó như cái đèn mà đang hết dầu dần vậy đó. Bản thân mình, không? Mình đang từng bước tiến dần về cái quan tài, đúng, đó đúng rồi đó. Nhưng mà thêm cái nữa là bao nhiêu người xấu, chuyện xấu nó đang rình rập để nó chập lên người của mình. Đừng có nói là lái xe cẩn thận không bị tai nạn, sai. Lái xe cẩn thận là mình chỉ có tránh được 50% tai nạn, đúng 50, chứ không được 51, no, không được 51, đúng 50. 50 còn lại là của người khác. Tin tôi đi. Cái bị đứng trên lề nó còn leo lên lề nó cán mình được mà. Leo lên lề nó cán mình được, chứ đừng có nói là mình đi ở dưới đường nha. Cho nên mình ra đường mình đi đứng cẩn thận, lái xe ngon lành đấy, không? Thì mình chỉ được cái 50%. Rồi 50 kia là nó nằm ở người khác, nó nằm ở con đường, nó nằm ở khúc quẹo, nó nằm ở cái tay lái người khác nha. Đường nó có trơn hay không, mình có cán vùi chuối vỏ bắp, vỏ chuối vùi bắp gì hay không. Đó rồi. À, nhớ cái đó, cho nên là mình là
mình giống như một con nai trong khu rừng sanh tử vậy, trong một ngày như vậy thì bản thân đang bị tiêu mòn và đồng thời bao nhiêu cái điều nguy hiểm xấu xa tệ hại cũng đang sẵn sàng là phủ cập và vồ lấy mình. Nghĩ cái đó mới thấy khích. Rồi tiếp theo đó là sách thuốc mà hấp ta bao nhiêu cái nhớ rằng là Đức Thế Tôn và các vị gọi là đại nhân trong cái cuộc đời này nói chung, chư Phật và tất cả các nhân vật lớn, những nhân cách lớn của vũ trụ qua đời mười phương đều đi trên con đường tinh tấn hết, không có vị nào mà không có nỗ lực, phải có đau đấu canh cánh với cái hành trình trước mặt thì mới tới đích được. Chứ còn cái kiểu mà xìu xìu anh ảnh cái gì làm được hôm nay thì ta nên để ngày mai mới làm, đó là không được nha. Rồi cái tiếp theo đó là cha tím mà hát tập bát chúng ta, cái chỗ này sâu à, tôi nói rất là nhiều lần, đó là mình phải quán xét nhớ rằng mình có một cái mối quan hệ, mình gọi theo cái từ gọi là nhất hạnh, gọi là huyết thống tâm linh với Đức Phật, cái đó có thật chứ nghĩa đen chứ phải nghĩa bóng, nghĩa đen á chứ phải nghĩa bóng. Nghĩa bóng thì nó mơ hồ, nó mang tính an ủi lắm, cái này là nghĩa đen luôn. Đúng là chúng ta có mối quan hệ huyết thống tâm linh với Đức Phật có thật. Là sao? Tức là ngay sau cái lúc mà ngài thành đạo ấy, năm 35 tuổi là ngài mới đi thuyết pháp Hoằng Dương độ sinh, đúng không? Rồi ngài dạy cho ai? Dạy cho các đệ tử gồm có tăng ni và cư sĩ nam nữ. Thì chính những tăng ni cư sĩ nam nữ ấy đã đi nơi này nơi nọ, lúc đó Đức Phật còn trụ thế và sau đó Đức Thế Tôn viên tịch. Thì chính những cái đệ tử của ngài đó, lúc ngài còn sống họ đã hoằng pháp, và sau khi mà ngài tịch rồi họ tiếp tục hoằng pháp. Và cái đạo đó truyền từ Ấn Độ mà qua Tích Lan, Miến Điện, Campuchia, Lào, Thái, không? Rồi Bắc truyền thì gồm có Nhật Bản, Đài Loan, Tây Tạng, Mông Cổ, Trung Quốc, không? Đại Hàn, rồi có Việt Nam, rồi. Thì cuối cùng đó, thì nếu mình truy ra đó là cái dòng chảy Phật pháp nó đã chảy từ 20 mấy thế kỷ nay, chảy từ Ấn Độ lòn lách qua các ngõ ngách của lịch sử, xã hội, văn hóa mà để đến được tới mình. Đây cũng là lý do mà chúng tôi muốn các vị nên có quyển Phật giáo sử này đọc để thấy cái dòng chảy đó nó được bắt đầu từ đâu. Nó đã được bao nhiêu lần nó bị chặn dòng và đổi dòng, bị chặn rồi bị đổi dòng để mà cuối cùng nó tới với mình. Cũng nên biết chứ, quý vị cũng nên biết nha. Nhân bất tri sử như ngu mã cắm cứ, người không biết sử thì giống như trâu bò bị nhốt chuồng vậy, không? Rồi thì ở đây thì nhớ rằng chúng ta có gọi là Đông Tiếng Bali gọi là cha tí ma hát, có nghĩa là chúng ta là con nhà gia thế, chúng ta là con nhà gia thế chứ không phải thường gia thế này, nghĩa là mình là cũng là dòng dõi của mặc dù con cháu xa lắm, mình là xa lắm nhưng mà cũng là con cháu của Đức Phật nói riêng và của chư Phật nói chung. Bởi vì sao? Vì sao chúng ta có quyền hãnh diện đó? Là bởi vì 7 tỷ người trên hành tinh có bao nhiêu người biết Phật pháp? Mà trong số những người tự xưng mình biết Phật pháp có bao nhiêu người chịu học Phật pháp, hiểu Phật pháp, tin Phật pháp, hành trì Phật pháp? Mà trong cái số mà học đó, học cái gì, nó tin cái gì, nó hiểu cái gì, và nó tu cái gì? Cho nên chúng ta không nên tự đắc, tự kiêu, tự tôn, tự đại, tự mãn, đúng, nhưng chúng ta nên tự tin và nên tự hào. Tự tin tự hào mình ở một cái chừng mực dễ thương thôi, tức là chúng ta đúng, chúng ta là con nhà gia thế. Chúng ta là con cháu xa của dòng Thích Ca, là con cháu xa của ngài Sa Lợi Phất, của ngài A Nan, của ngài Ca Diếp. Chúng ta là con cháu xa của Đức Phật. Chúng ta có quyền tự hào như vậy. Bởi vì sao? Vì hiếm lắm cái số người mà học giáo lý, hiểu giáo lý, hành trì giáo lý, không nhiều lắm đâu quý vị, nhiều lắm đó. Các vị sắp tới mùa Dương Nghi này, các vị đảo vòng giùm tôi nha. Một rừng người. Đội trên đầu độc tâm lâm tà la cà sa quay đức chi bằng, rồi nào là đội sữa, đội đường, đội thùng thao chum chóe. Giữa bao nhiêu người biết giáo lý, thấy người ta làm sao làm theo vậy thôi.
không? Rồi cái tiếp theo đó là Sabramachari Mahatapajikuna. Chúng ta thấy rồi, chúng ta là con cháu gia thế của dòng Thích Ca, con cháu xa của Đức Phật. Và đồng thời chúng ta nhớ rằng bạn tu của chúng ta không phải là những người quanh ta, không, không chỉ là những người quanh ta, mà là còn là bao nhiêu thế hệ tăng ni, Phật tử, nam nữ suốt 26 thế kỷ trải dài qua các vùng vùng miền địa dư, từ Ấn Độ, Tích Lan, Miến, Thái, Tích, Lào, Việt. Đó là những bạn tu của chúng ta. Sabramachari là bạn tu. Bạn tu nha. Bạn tu của chúng ta gồm cả những người chúng ta chưa từng biết mặt, họ đã chết rồi, nhưng họ chính là những đồng chí của chúng ta, những bạn đồng tu của chúng ta nha. Chứ chúng ta không có cô đơn đâu, quý vị, chúng ta cô đơn. Nếu hôm nay các vị vào núi, vô hang sống một mình, các vị có tưởng một mình không? Các vị đang đi trên con đường của Ngài Ca Diếp ngày xưa đó nha. Anh đi được ngày cái gì đang đi, đang đi trên con đường của bao nhiêu vị hiền thánh khổ hạnh đầu đà của quá khứ, hiện tại và vị lai. Các vị đang có mặt trên cái con đường mà chư Phật qua đời mười phương đã đi, và ở trong tăng chi bộ ấy, Phật Nam Pháp có cái câu kinh thì bị ghê này. Và cái người có tàm quý, có trí tuệ sắc sảo, luôn ý thức cái này chánh tạng mà chú giải rằng có vô số những sa môn bà la môn thành tựu thần thông thiên nhãn, và những hàng phi nhân khuất mặt họ luôn để mắt và dõi mắt nhìn mình. Đó là chánh đạn. Chánh đạn trong Kalama, có Kalama có bộ kinh đó, kinh Nhật Tụng Kalama. Rồi có những vị, có những vị họ dõi mắt và nhìn mình, mình cứ nhớ vậy mình đỡ lẻ loi không. Bạn tu mình nó nhiều lắm, bạn tu mình nhiều lắm. Trong kinh nói nó ở mỗi cái trú xứ như vậy đấy, không có những cái loài khuất mặt mà tà kiến hay chánh kiến y như xã hội con người này đó. Không, ngày hôm qua chúng tôi đi Uber có việc ra phố, cái người đi Uber là cái cô tài xế, cô cái da ngăm ngăm, cái người gì đó tôi không hỏi, có hỏi tôi chứ cái practice của du là cái gì. Trong lòng của tôi nghĩ tôi chắc mẩm trăm trăm là cái bà này là một là chú hay là vô thần. Thì tôi nói bên đây thì chỉ insight meditation, mình biết cái gì trong và trong mình và các phản ứng tâm lý mình trước bên ngoài. Tôi nói nhiều thời biết cái gì bên trong và phản ứng tâm lý mình trước. Cái bà nghe tới insight meditation, bà hỏi phải vipassana khiếp như vậy. Bà hỏi tôi phải vipassana, tôi nhìn bà giúp cho tôi nhìn nữa là người ta nhìn em mà thấy cả quê mình. Thế thương chưa hết, có một ông láng giềng trước nhà tôi, trước cái tỉnh thất, trước cái Amy, bữa tôi đi bộ, ông trong đó đi ra hỏi tôi có collect donation, tức là nghĩa là có nhận cúng dường không. Tôi nói không. Thì ông mới nói chờ một chút, ông chạy vô, ông đem ra nguyên một cái cuốn gọi là Mahasatipatthana của ngài Mahasi. Ông mới đi Miến Điện về, thấy ghê. À, mình mới thấy đó là bạn tu mình nó đầy dẫy, đừng có bi quan nghĩ là mạt pháp nô no. Tây bây giờ nó, bây giờ có internet họ tu kinh hoàng lắm. Mà Tây có điểm này cho tôi nói câu dễ chửi nha, cái câu này bà con mình giận gớm lắm. Người Việt mình nó toàn là tu bằng niềm tin, chứ Tây một khi mà nó đã vô rồi nó rốt ráo. Mà rút ra họ không có đơn giản là thấy đạo hay hay rồi cạo đầu đắp y rồi cứ ngày tụng hai buổi cứ luôn quất bụng cho no vô ngái phò phò là không có. Họ là họ phải tìm hiểu tại sao tôi theo cái đạo này đấy. Ngài chân trai thì không có đặt nặng cái vụ mà nghiên cứu kinh điển, nhưng tất cả các đệ tử Tây phương Âu Mỹ của ngài ở chân trai đều là rất giỏi kinh điển, rất giỏi. Các vị nghe và đọc của ngài Ajahn Brahm bên Úc, ngài Sumitho bên Anh, không? Ngài Sandikaru người Đức, gọi là ngài Gavaseko người Nhật, khiếp lắm. Tây là như vậy đó. Và họ có cái này, ở ngoài họ mơ sữa họ hưởng thụ bằng trời, nhưng một khi họ đã mà đi tu rồi đó là họ đúng là đệ nhất tri túc. Mà cái tri túc họ nó xa chứ không phải như mình nhìn ớn quá. Tri túc mà mang cái vẻ trình diễn, họ tri túc rất là dễ thương, khiêm cung và giấu mặt nha, khiêm cung và giấu mặt, sang nó sang từ cái trong cái thần thái, nó sang qua cái nội dung đó, cái đó Tây là phải như vậy đó. Mà tại sao tôi phải đánh một vòng để cho các vị thấy rằng bản tu mình nó nhiều lắm,
từ là Âu Á Phi Mỹ Úc khắp nơi, chưa kể là trên trời dưới biển bạn tu đầy dẫy ra đó. Và cuối cùng là cái máy này nó bị giảm sóng rồi, chưa tôi rồi phải nghĩ đến bạn tu mình sắp ra gọi là cú si tắp có nghĩa là phải xa cái người cha là làm biến rồi cái gì nữa gọi là Aratthuriya Kukala Sevanatta, ta phải gần cái cha siêng, nhớ nha, xa cái cha lười, ở gần lười rất là lay, cái phần này tôi cần nhất chỉ nói vắn tắt thôi, ở gần nó lay nha, gần nó lay, xa thằng lười mà gần thằng siêng. Và cái cuối cùng là tất đó thứ của ta cũng là đau đớn canh cánh, nghĩ làm sao mà trôi trao dồi được cái khả năng là cần nhất chi tinh tấn nhất chi. Sáng nay chỉ giảng được có ba cái đó thôi, tức là làm sao mà để phát triển cái niệm nhất chi, trạch nhất chi, cần nhất chi, giảng nhiều là nó hết hết giờ rồi, chỉ như hết mà còn lố nữa chứ. Ok, chúc các vị một ngày vui nha. Dạ, Cảm ơn cảm ơn cái ông này, cảm ơn ông này cho cái outline rất dễ thương. Vậy rồi, bye bye. Ông kia buồn ngủ lắm mà ông cái mặt của ông Khương, ông Kiên. Rồi, bye bye. chào xin chào sư ạ. Rồi xin tổng chào tất cả quý vị, xin hẹn gặp lại tuần tuần tới. Xin cảm ơn cô Diệu Hỷ. Xin chào.